Hi, xin chào các bạn, đôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha các bạn. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành xây chuồng cho mấy em voi mammoth thảo nguyên nha. Đó, mấy em ở ngoài sau lưng mình nè các bạn ơi. Đây, đó chính là voi mammoth thảo nguyên nha. Hay còn gọi với tên tiếng Anh là Songhua River Mammoth nha các bạn. Ở đây mình chỉ mới thuần hóa được có 2 con thôi. Và mình có lôi một con voi mammoth chưa thuần hóa về nữa. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xây cái chuồng cho nó thôi nha các bạn. Cái chuồng thì nó vẫn sẽ có diện tích là 35 x 30 nha. Đó, nó sẽ dài 35 và rộng 30 nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ kéo cái phần chiều dài trước đi. Đó, 35 ô. Rồi, tiếp theo là chiều rộng 30 ô. Ở đây đã có sẵn một ô rồi, mình sẽ kéo 29 ô nữa thôi. Ok, khá là xịn sò đó. Thì cái bọn này nó hay sống ở tại những cái vùng lạnh giá, nên một tí nữa mình phải trang trí sao cho nó thích hợp đó các bạn ơi. Ok, bây giờ chỉ cần nối lại thôi nha. Đó, ý rồi. Xịn sò, xịn sò. Đó, chúng ta đã tạo được một cái khuôn khá là phù hợp rồi các bạn ơi. Rồi thì ở đây mình sẽ tiến hành lắp cái sàn cho cái chuồng này bằng tuyết nha các bạn. Đó, đầu tiên thì mình phải đào cái lớp cỏ này ra cái đã. Rồi tiếp theo đó mình sẽ xây cái lớp tuyết, nó sẽ thay thế nha. Ok. Nhờ mấy cái excavator này chúng ta đào rất là nhanh luôn nha các bạn. Rồi để bây giờ mình lấy mấy cái snow ra coi. Ở đây mình cũng có khá là nhiều snow sẵn rồi nè. Chúng ta sẽ lấy ra thêm nha các bạn. Hy vọng là đủ. Đây, kéo qua thôi nào. Mình sẽ kéo một cái hàng dài trước, rồi sau đó chúng ta sẽ dùng những cái cây quan á để mà kéo qua luôn cho nó lẹ. Đấy. À, thế là chúng ta đã có được một cái hàng snow rồi. Bây giờ chỉ cần kéo qua thôi. À, có con mèo ở đây nữa nè các bạn ơi. Mèo thì chúng ta cũng có thể thuần hóa được nha. Đó, và nó có khá là nhiều cái loại vật dụng cho mèo luôn đó. Để hôm nào mình sẽ tiến hành xây chuồng cho mấy mèo này sau nha. Đó, ngon lành canh đào. Bây giờ thì mình sẽ tập trung hơn về cái phần cái sàn này trước đi. Tạo một cái sàn bằng tuyết để mà cho nó phù hợp với mấy em voi mammoth này nữa. Rồi, đào ra tiếp thôi nha các bạn ơi. Cái chuồng này cũng khá là rộng đó. Dự là chúng ta sẽ đào ra rất là lâu luôn đó nha. Rồi, đào một cái này nữa nè. Đó, cứ xong 3 ô thì chúng ta sẽ dùng quan để mà kéo ra thôi. Như vậy cho nó chắc chắn các bạn ơi. Rồi, xịn sò đây đó. Thì mấy em voi mammoth thảo nguyên này á, hồi đợt mình có đi qua cái vùng Iplands để mà thuần hóa tụi nó và dẫn tụi nó về các bạn ơi. Cái hành trình mà dắt tụi nó về nó rất là gian khổ luôn đó. Kinh khủng lắm. Tại vì cái bọn này đi á, nó cũng rất là dễ mà bị đứt dây đó các bạn ơi. Đó, khi mà tụi nó đứt dây thì mình nói chung là phải dắt nó lại từ đầu. Nó cũng khá là mệt mỏi đó, nên tốn rất là nhiều thời gian. Và cũng như là đòi hỏi chúng ta còn phải cẩn thận hơn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kéo ra tiếp tục nha. Hình như mình đã được đâu đó tầm nửa cái sàn rồi đó. Xịn sò. Để mình đào thêm một cái hàng nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ dắt mấy em voi mammoth qua bên kia cho nó trống chỗ đi. Đấy, đào cho xong cái hàng này cái đã. Ngon lành cành đào rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đặt những cái hàng rào ở bên đây. Rồi, và mình sẽ dùng dây để mà kéo mấy em voi mammoth qua bên này nha các bạn. Ừ,
áo dây cho em nó và dắt nó qua bên này thôi nha. Xin cho. Ủa? Trời ơi, tôi cột dây vô mà nó không có chịu ăn hết à. Rồi mình sẽ tháo dây cho những cái em còn lại nha các bạn. À, tính chạy đi đâu hả? Dắt nó đi liền các bạn ơi. Cột vô đây thôi. Trời ơi, nó cột 2-3 lần nó mới chịu. Cái dây này nó bị hư hay cái gì á. À, con này cũng tính chạy luôn. Dắt lại liền chứ các bạn. Đó, xịn sò con bò liền. Chúng ta sẽ chặt những cái hàng rào này đi để mà xây dựng cho nó dễ dàng hơn cái đã. Rồi, bây giờ mình sẽ đào hết những cái lớp cỏ này đi và thay thế bằng tuyết nha các bạn. Ai da, đang đào giữa chừng à. Mình lỡ thả chuột ra cái là đào lại từ đầu luôn. Rồi, lần này thì chúng ta đào một mạch luôn nha các bạn. Khỏi mất công phải vừa đào vừa xây nữa. Làm một mạch luôn cho nó xịn sò. Ngon lành cành đào. Rồi, tiếp tục. Chỗ này nó bị dư ra một hàng các bạn à. Chắc tí mình sẽ dùng một cái cây sẻng của mình á, đào cho nó nhanh luôn. Chứ mà dùng cái cây excavator này thì chúng ta sẽ bị đào phạm đó các bạn. Rồi, và cái hàng cuối cùng, dùng cái cây sẻng này đào cho nó lẹ luôn nè. Cây sẻng này mình có cường hóa mà. Đó, rất là tuyệt luôn. Rồi, đào cho nó lẹ nào. Đó, thế là xong rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng wand để mà kéo mấy cái lớp tuyết này ra nha. Trước tiên để mình lấy thêm tuyết cái đã. Đâu rồi, hồi nãy tôi có rất là nhiều tuyết mà. Ở đây mình cũng đã có chuẩn bị khá là nhiều cái pack ice, những cái đá khô đó các bạn. Những cái loại băng như vậy á, thì nó sẽ không có bị tan khi mà để gần những cái loại ánh sáng mà gây sức nóng đó. Ô, cái wand hư rồi. Mình sẽ lấy cái wand này để mà kéo ra tiếp nha. Bắc Ice này thì nó có độ bền hơn ai rất là nhiều đó các bạn ơi. Rồi, ở đây thì mình sẽ tạo cái cửa nha. Nãy giờ mình có canh hết rồi. Tôi lại thiếu Stone Brick Chisel rồi. Để mình lấy ra thêm nào. Đây, Stone Brick mình có khá là nhiều luôn. Khỏi phải lo. Rồi, ở đây thì chúng ta cũng sẽ gắn những cái nút, cũng như là mấy cánh cửa vô đây. Chắc mình sẽ đặt nút bằng Nose, cũng như là cửa cũng bằng snow luôn nha các bạn. Đó, cửa tuyết và những cái nút bấm cũng bằng tuyết luôn. Cho nó xịn sò. Đó, nhìn nó cũng không có khác gì thật anh nè. Ôi, cái màu nó cũng hay nữa. Đó. Cửa bằng tuyết nha các bạn. Quá đã luôn. Đấy. Ở đây thì mình cũng sẽ lắp thêm những cái glowstone để mà bọn quái nó sẽ hạn chế xuất hiện nha. Glowstone thì mình sẽ lắp nó cách ra tầm 6-7 ô một cục thôi. Đó. Rồi, chỗ này một cục nữa nè. Ngon lành cành đào liền. Về cái phần chiều dài thì mình sẽ lắp 6 ô một cục glowstone nha các bạn. Ồ, cho nó cân đối. Nãy giờ mình thì mình cũng đã có tính toán rồi. Rồi, cứ cách 6 ô một cục thôi. Đó, và 6 ô một cục nữa. Đây. Quá là xịn sò luôn. Bây giờ chúng ta chỉ cần giống qua thôi nha các bạn. Chỉ cần so hàng qua như thế này thôi. Rất là đơn giản luôn. Rồi, qua bên đây nữa nè. Ai dạ, cái em voi này. Nó làm trắng tầm nhìn của mình các bạn ơi. Về diện tích cái chuồng này á, nó nhỏ hơn chuồng của mấy em khủng long rất là nhiều. Nên là chúng ta đỡ phải khổ rồi. Đó, đặt glowstone nó cũng tiện hơn nữa. Ồ, mấy em voi mammoth nó đã chui ra ngoài cái chuồng rồi. Chắc tí mình sẽ dắt tụi nó vô trong lại nha các bạn. Đây, giống qua tiếp thôi nè.
À, sắp xong rồi các bạn ơi. Và chúng ta chỉ còn một cục cuối cùng nữa thôi. Và nó sẽ nằm ở đây nha. Ok, xịn sò rồi. Bây giờ sẽ là phần tạo cái khung của cái chuồng nha các bạn. Chuồng này nó cũng sẽ cao 5 ô luôn. Cũng giống y chang với lại cái chuồng của voi châu Phi luôn nha các bạn. Đó. Mình cũng sẽ ốp thạch anh ở trên mái luôn để hạn chế cái bọn quái nó xuất hiện. Rồi, kéo ra tiếp thôi nào các bạn ơi. Nhanh chóng tạo một cái khung cho cái chuồng nào. Ngon lành cành đào. Kéo qua bên này tiếp tục. Rồi, tới chưa vậy? Chưa tới. Tôi lo. Tôi sợ nó đụng đó các bạn ơi. Rồi, và kéo qua cái phần còn lại thôi. Ôi, hình như mình đụng cái cửa. Để mình đập ra cái đã. Đập ra để mà leo lên tiếp tục nha. Đó. Ok. Bây giờ chỉ cần nối lại thôi nha các bạn. À, sẵn tiện chắc mình cũng đập cái trụ này đi luôn để mình leo lên trên. Đó. Để chúng ta còn ốp mấy cái thạch anh địa ngục ở cái phần mái nữa cho bọn quái nó sẽ không xuất hiện. Đó. Thạch anh địa ngục nó màu trắng, nó cũng khá là phù hợp với cái nền tuyết này. Chỉnh cho, chỉnh cho. Dưới kia mình còn mấy em chó sói nữa kìa. Chắc sau này mình sẽ làm nhà cho tụi nó nha. Nhà cho chó sói rồi nhà cho mèo nữa, nhà cho thỏ nữa nè. Uầy, quá là nhiều em động vật ở đây luôn nha các bạn. Chỉnh cho nha. Chúng ta sẽ kéo qua phía bên này. Rồi, bây giờ chỉ cần nối lại thôi nha các bạn. Nối lại là xong. Rồi, kéo con bên này qua nữa là ok luôn nha. Giờ mình chỉ cần kéo ra thêm 3 ô. Đó. Để mà tạo cái tường nó hơi dày dày một xíu nha các bạn. Chứ để có cái trụ không thì nhìn nó hơi là trống. Trống quá thì nhìn nó khá là xấu. Cũng như là nó quá hở quá. Rồi, kéo ra 3 ô tiếp tục nè. Bên này cũng 3 ô và đây là phần cuối cùng nha. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần ốp mấy cái reinforced glass vô nè. Thế là xong. Làm cái khung chuồng rất là đơn giản luôn. Đó. Giờ thì kéo ra thôi anh em. Ta nè, đã xong một mặt rồi nè. Đó, nhìn nó cũng ổn định hơn rồi. Nói chung cái kiến trúc của cái chuồng voi mammoth thảo nguyên á, nó cũng y chang với lại chuồng voi châu Phi thôi. Và đây là cái kiến trúc chung của tất cả các chuồng voi trong cái sở thú thời hiện đại nha các bạn. Đó. Nó sẽ tạo cho các khách tham quan cái nhìn nó chân thật nhất. Đó. Rồi. Và đây là cái mặt cuối cùng rồi nè. Rồi, thế là đã xong rồi nha các bạn. Quá là xịn sò luôn. Giờ mình sẽ kéo mấy em voi vô đó để mà cột nó nha. Cột mày vô trong này nè. Nhảy lên ta linh tinh. Cột vô trong này nữa. Ủa, sao cột không được? Cột vô cái trụ này. Ồ, cái trụ này lại được. Lạ với chữ. Rồi, cột em cuối cùng vô đây luôn. Ok, mình sẽ chặt mấy cái cọc ở giữa ra nha các bạn. Và chúng ta sẽ tiến hành đi trang trí một cái hồ bị đóng băng ở giữa chuồng nha. Nãy giờ thì mình có tiến hành tạo một cái hồ sao cho nó đồng đều nha các bạn. Rồi, và đây là cái mặt cuối cùng nha. Đó, chúng ta có thể nhìn trên map nè. Nó khá là đồng đều rồi đó. Rồi, bây giờ chỉ cần lắp mấy cái tuyết vô đây nữa là xong rồi. Đó, xịn sò các bạn ơi.
một cái hồ hình tròn ở giữa chuồng luôn nha. Quá đã. Bây giờ mình sẽ trang trí thêm cây cối cho cái chuồng nó thêm sinh động nha các bạn. Mình sẽ sử dụng những cái loại cây lá kim đó cho nó phù hợp với cái vùng đất lạnh giá. Rồi chúng ta sẽ trồng một cái cây ở giữa đây. Ôi ôi bị kẹt rồi, để mình teleport ra bên ngoài cái đã. Rồi mình sẽ trồng tiếp thêm mấy cái cây nữa nha. Đó, nhìn nó hợp lý hơn liền. Chính cho liền. Chỗ này một cái cây nữa nha các bạn. Cho nó con đói đi. Ok. Bóng lên. Quá xịn luôn nha. Mình sẽ trồng thêm cây ở phía bên này nữa nha. Nói chung ở mấy cái góc chuồng á là mình sẽ không có bỏ trống đâu. Đó, trồng thêm một cây nữa tại đây. Trời ơi, tôi đập có mấy cọng cỏ mà nó bị lan các bạn à. Rồi, thế là đã xong thêm một cây nữa rồi. Uầy, nhìn khá là xịn sò nhá. Rồi, và bên góc bên này mình cũng sẽ trồng một cái cây như thế này luôn nha. Thêm một cây nữa. Nó có vẻ hơi là trống một xíu ha. Chắc mình sẽ trồng thêm bên này một cây nữa nha các bạn. Chỗ này một cây nữa đi ha. Cho nó bớt trống trải cái đã. Tại vì cái vùng của mấy em voi này á, có khá là nhiều cây lá kim đó. Nó như là một cái khu rừng luôn. Còn khi mà mình đem về thì chúng ta sẽ giảm bớt cây đi. Đó, để cho những khách tham quan người ta có thể nhìn thấy mấy em voi này nhiều hơn là cây. Đó. Rồi, chỗ này mình cũng sẽ trồng thêm một cây nữa nha. Cho bên này nó cực kỳ rậm rạp luôn đi. Bón cái bột xương cho nó có cỏ nè, cho nó trông giống thật hơn. Đó. Hiện tại đã có khá là nhiều cây rồi. Mình nên trồng thêm cây nữa không ta? Để mình tính toán thử xem nha các bạn. Chắc mình sẽ trồng chỗ này một cái cây quá. Đây nè. Ở đây chúng ta sẽ trồng thêm một cái cây nha. Vẫn là cây lá kim thôi. Mình chỉ sử dụng một loại cây cho cái chuồng của Voi Mammoth thôi nha các bạn. Đó. Nhìn ổn định hơn liền. Rồi để mình coi thử coi nó có quá ít cây không nè. Thôi có vẻ như vậy là được rồi đó. Chúng ta sẽ tạo những cái miếng đất ở đây để mà cho nó mọc cỏ ra nha các bạn. Mình sẽ tạo những cái miếng đất nhân tạo và bón bột xương lên. Đó. Kiểu như chỗ này từng là cái vùng đất nhưng mà bây giờ nó đã thành cái vùng băng giá rồi. Tại vì nó quá lạnh đó các bạn. Rồi thì chỗ này cũng là một cái miếng đất nó cũng bự luôn nè các bạn. Đó. Tiếp tục đặt những cái red block và chúng ta sẽ bón bột xương cho nó. Quá là chỉnh sò luôn. Rồi bên đây thì chúng ta sẽ tạo một miếng tương tự như vậy đi ha. Cho nó rộng rộng ra một xíu đã. Như vậy nhìn cho nó xịn sò đó các bạn ơi. Đó. Hợp lý liền. Thì giờ mình sẽ đặt những cái trụ băng đó, cho nó giống như là cái vùng chúng nó ở luôn. Ê da cái em voi này, tại sao nhảy lên đây vậy? Không cho tôi xây hả? Hên quá mình vẫn xây được các bạn à. Sẵn tiện thì mình sẽ thả hết mấy em voi ra luôn nha. Cho nó đỡ quậy phá. Nó cứ nhảy lên ta lên tinh nè. Để mình nhặt lại mấy cái cọng dây cái đã. Xịn sò. Mình sẽ đặt 3 ụ băng thôi nha các bạn. Đó, chỗ này một ụ nữa nè. Mấy ụ băng này thì nó khá là giống với chuồng của gấu Bắc Cực. Rồi, và chỗ này một ụ nữa nha các bạn. 3 ụ thôi là đủ rồi. Cho cái chuồng nó trống để cho cái bọn voi nó có thể di chuyển được nha. Đó, nhìn ngon lành hơn liền. Chúng ta cũng sẽ đặt những cái tấm tuyết. Kiểu như là những cái vùng này á thì tuyết nó sẽ rơi dày á các bạn. Đặt mấy tấm tuyết cho nó hợp lý. Chúng ta không thể đặt ở trong mấy cái bug eyes. Ây da, mình lỡ đặt che cái glowstone rồi. Đó, trang trí cho hết đi. Còn 20 mấy tấm nữa nè. Cho nó full chuồng luôn nha các bạn.
Nhìn hợp lý hơn liền. Và bên này thêm mấy tấm nữa đi. Đó, thế là xong. Không ai nghĩ đây là một cái chuồng nhân tạo. Vì nó khá là giống với tự nhiên nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cái vật phẩm mà chúng ta có thể trang bị cho voi nói chung và voi mammoth nói riêng nha. Ở đây chúng ta có một cái elephant harness. Cái này như là cái yên cưỡi vậy các bạn ơi. Khi đeo cái này cho voi thì chúng ta có thể cưỡi được voi nha. Công thức chế tạo nó khá là đơn giản luôn các bạn. Từ 4 cái da nè, 2 sắt và 3 cục len thôi à. Rất là dễ luôn. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có cái elephant chest. Cái này chúng ta có thể đeo cho voi để mà nó đeo cái rương nha các bạn. Đó, chúng ta có thể bỏ đồ vô những cái chest này nè. Và đây là elephant garment nha. Đây, cái tấm này chúng ta có thể đặt lên mấy em voi châu Á thôi. Đó, chứ ba cái loại voi còn lại thì không có thể đặt lên nha. Nói chung là để trang trí cho voi châu Á nó đẹp thôi à. Đó, công thức chế tạo cũng khá là đơn giản. Rồi, tiếp theo là elephant hodor. Cái này là cái mái che cho voi châu Á thôi. Đó, nó cũng giống như cái gắt mình vậy á. Chỉ trang bị được cho voi châu Á thôi à. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có được cái mammoth platform. Công thức chế tạo đây rất là đơn giản luôn. Cái này dùng để tăng thêm một chỗ ngồi cho voi mammoth thảo nguyên thôi nha. Voi mammoth lông xăng không có thể trang bị vật phẩm này đâu nha các bạn. Đó, công thức quá là đơn giản luôn. Chỉnh cho, chỉnh cho. Rồi, và chúng ta còn có những cái ngà nữa. Đây, ngà gỗ, công thức chế tạo quá đơn giản luôn. Đây, mình lên đây cho mấy em voi đỡ phá đã. Đây, ngà sắt, ngà kim cương. Mấy cái ngà này chúng ta có thể đeo cho voi để cho nó phá hủy mấy cái block nha các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ trang bị những cái món vật phẩm này cho voi nha. Trước tiên là cái harness, cái yên. Ồ, khi mà trang bị cho voi cái yên á, chúng ta nhớ đè ship gần những con voi này nè, cho nó quỳ xuống thì mình mới có thể cởi được nha. Chứ bây giờ nó cao quá thì chúng ta sao mà leo lên được. Đó, nó quỳ xuống rồi nè. Đó, quỳ xuống là chúng ta có thể cởi được rồi. Quá xịn sò luôn. Đó, ngon lành cành đào liền. Ui, quá đã anh em ạ. Đó, nó vẫn đang quỳ xuống nè. Và để cho nó hết quỳ thì mình cũng sẽ đè ship để cho nó đứng lên lại nha. Đó, nó lại quỳ nữa nè. Ngon lành. Rồi, tiếp theo mình sẽ trang bị cho nó cái elephant chest nha các bạn. Những cái rương nè. Sau khi trang bị cho voi những cái rương thì nó sẽ cho mình một cái chìa khóa. Chìa khóa này chúng ta có thể dùng để mở rương nha. Đó, chứ tay không thì không có thể mở được đâu nha các bạn. Rương thì nó cũng khá là ít thôi. Nói chung là cũng được. Xịn xa. Và cái món vật phẩm cuối cùng chúng ta có thể trang bị cho voi mammoth thảo nguyên, đó chính là cái mammoth platform này nha. Đó, dùng để tăng thêm một chỗ ngồi cho voi vậy đó. Cái này thì duy nhất đeo được cho em voi mammoth thảo nguyên thôi nha các bạn. Ba loại voi còn lại thì không có thể đeo được đâu. Nó có thêm một cái chỗ ngồi nè. Nếu các bạn chơi với bạn bè á, thì các bạn có thể rủ nhau để mà cùng cưỡi voi nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ có được hai slot. Một là ngồi ở trên đầu, hai là ngồi ở trên cái platform này nè. Nhìn rất là đẹp ha. Xịn sò quá trưởng ạ. Ồ, quá đã, quá đã. Quá xịn luôn. Thì cái em voi mammoth thảo nguyên nè, có thể trang bị được ba loại vật phẩm luôn nha. Đó, nó nhiều hơn voi mammoth châu Phi cái platform thôi. Chúng ta chỉ có thể trang bị vật phẩm cho những em voi mammoth đã được thường hóa thôi nha bạn. Voi mammoth hoang dã thì không có thể trang bị vật phẩm được đâu nha. Đây, đeo cái chest cho nó nè. Đó, xịn sò. Và cuối cùng là cái platform để tăng thêm một chỗ ngồi đó. Chúng ta có thể gỡ tất cả các vật phẩm ra khỏi em voi này bằng cách dùng một cái kéo và nhấn chuột phải nha các bạn. Ta là nó đã tự động gỡ hết luôn rồi. Quá là xịn sò luôn. Bây giờ mình sẽ đeo lại thôi nha. Hãy mình chỉ làm mẫu cho các bạn coi thôi. Đeo lại nè. Đó, xịn sò, ba món vật phẩm. Nhiều hơn em voi mammoth châu Phi đó. Quá đã luôn. Ok, cởi nó phát coi các bạn ơi. Nói chung là đè ship là tụi nó sẽ quỳ xuống cho chúng ta leo lên đó. Chứ bình thường thì tụi nó quá cao thì mình không có thể leo lên được nha. Ui, quá tuyệt luôn các bạn ơi. Thế là chúng ta đã xong về phần các em voi mammoth thảo nguyên rồi nha. Hai trong số ba em này thì mình đã thuần hóa rồi nha. Đó, có một em voi mammoth thảo nguyên hoang dã mình lôi về đó các bạn ơi. Cho nó thêm phong phú cái chuồng đó. Quá đã luôn hen. Đó,
Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra ngoài và test những cái ngà cho các bạn coi nha. Đó, mấy em kia đang ở trong chuồng rồi, mình không có tiện test nên mình sẽ test trên những cái em Vermilion long săn nha. Chúng ta sẽ tháo da cho nó. Trước tiên thì mình sẽ đeo cho nó cái harness trước nè, đeo cái yên cho nó, và chúng ta chỉ cần gắn ngà vô thôi. Đó, đã đeo yên, bây giờ cứ đè xếp cho nó quỳ xuống thôi. Đó, nó đã quỳ xuống rồi nè. Để mình dắt nó đi xa xa một tí đã. Vermilion long săn. Rồi, chúng ta có thể trang bị những cái ngà cho nó nè. Bấm chuột phải là nó sẽ trang bị ngà nha. Và click chuột phải bằng cái cây cúp thì nó sẽ tháo cái ngà ra nha các bạn. Đó, click chuột phải bằng cây cúp. Đó, nó tháo ngà ra. Quá là xịn sò luôn nha. Để mình thử với các loại ngà khác đi, như là ngà gỗ, cũng như là cái platform này thử. Platform thì không có thể trang bị trên Vermilion long săn nha, chỉ Vermilion thảo nguyên thôi. Đây, ngà gỗ. Oh, xịn sò hen. Tháo nó đi. Tiếp theo đó là ngà sắt nha các bạn. Ôi, nhìn nó cũng không có xịn lắm. Nói chung ngà kim cương là nhất rồi. Ngà kim cương. Để mình nhặt lại cái ngà sắt cái đã. Đâu rồi? Đây đây đây. Chúng ta sẽ cởi em vô này, đi qua và phá thử mấy cái block cho các bạn coi nha. Quỳ xuống đi nào. Quỳ xuống. Đây, nó đã chịu quỳ rồi các bạn ơi. Trước mặt mình nó có một cái đồi nè. Để mình qua đây mình phá mấy cái block cho các bạn coi nha. Đó, chúng ta sẽ dọn đất khu này luôn. Thì mấy cặp ngà này á, nó có thể phá được những cái block mà yếu hơn sắt nha các bạn. Ồ, hút rất là đã luôn. Xịn sò nha. Đó, quá đã luôn nè. Nó khá là hiệu quả các bạn ha. Chúng ta có thể phá những cái dãy núi đi, nó rất là dễ dàng luôn đó. Wow, xịn sò thế nha. Đó, ngon lành canh đào liền. Hút quá đã luôn đó. Thì mình dọn bên đây luôn đi, cho nó đồng đều với nhau. Rồi, để mình tháo cặp ngà ra mình coi thử. Ui, nó bị hỏng nè các bạn ơi. Mình tưởng nó không bị hỏng chứ. Nhưng mà như vậy nó sẽ thực tế hơn đó các bạn ơi. Rồi, xịn sò. Để mình tháo cái yên ra khỏi em vô này nha, bằng cách lấy cây kéo và lít chuột phải. Đó, ngon lành. Rồi, bây giờ mình sẽ cột em vô này lại nha các bạn. Đó, thì mấy em vô này thì mình sẽ làm trong những cái tập tiếp theo nha. Giờ thì cột nó lại thôi. Ây da, cột lại. Rồi, quá xịn sò luôn. Để mình đếm coi. Ở đây chúng ta đã có được 5 em vô Mammut long săn rồi nha các bạn. Quá là xịn luôn. Và mình đã thuần hóa được 3 con rồi. Để bây giờ mình quay trở lại với những em vô Mammut thảo nguyên của mình đã. Sunhua River Mammut nha các bạn. Ồ, ai da, em này bị gì vậy? Ôi, bị lắc rồi các bạn à. Ừ, nó bị lắc rồi nè. Để mình thoát ra mình vô lại thử nha. Ôi, giờ nó đã hết lắc rồi đó. Ok, nói chung là tập này quá là xịn sò rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã tiến hành làm chuồng cho mấy em vô Mammut thảo nguyên rồi nha. Cũng như là giới thiệu một vài cái trang bị mà chúng ta có thể đeo cho nó nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mà mình ra video nha. Các bạn có thấy em vô Mammut này có xịn sò không? Thì nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye!